Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động. Nhân dịp kỷ niệm thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, xin chúc đài luôn phát triển, có nhiều chương trình hay bổ ích để phục vụ quý khán thính giả. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thì Giang Thái xin kính chúc cho đài sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, nhận được nhiều tình yêu và nhiều sự yêu thích đến từ khán giả. Đặc biệt là trong tương lai thì hy vọng rằng là đài sẽ ngày càng có nhiều chương trình hấp dẫn hơn, hay hơn nữa để có thể phổ biến rộng rãi những thông tin đến với đại chúng. Phô La xin được chúc cho chương trình sẽ được nhiều khán giả ủng hộ và có thật là nhiều kênh truyền cảm hứng với thật nhiều nội dung sáng tạo đến với mọi người. Chúc cho ban giám đốc và toàn thể nhân viên của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sẽ có thật nhiều sức khỏe. Nhân ngày thành lập 46 năm của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, cho phép Đào Duy xin kính chúc cho tất cả quý ban lãnh đạo cũng như là tất cả những anh chị em của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sẽ luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an và tiếp tục cống hiến những chương trình xuất sắc hơn nữa đến với tất cả quý vị khán giả của Tây Ninh chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 46 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thì cho Ngọc Nhi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với ban lãnh đạo đài cũng như các anh chị biên tập viên, các anh chị MC, và hy vọng sẽ còn nhiều lần hơn nữa được cùng với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đón một tuổi mới thật nhiều rạng rỡ, thật nhiều thành công. Thúy Vy và Như Thảo mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Vừa rồi chúng ta đã lắng nghe những lời chúc rất chân thành và dễ thương của những gương mặt rất giỏi quen thuộc. Đó là nhà giáo ưu tú Trần Đức Huyên, MC Giang Thái, người mẫu Phô La, MC Đào Duy, luật sư Trần Minh Cường và MC Ngọc Nhi. Bởi ngày hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã tròn 46 tuổi thưa quý vị. Dân, ngày 1 tháng 11, 2023 là một ngày rất đặc biệt. Đặc biệt không chỉ vì đó là kỷ niệm 46 năm thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, mà còn đặc biệt với chúng tôi và tất cả những ai luôn dành cho TTV11 sự trân quý về những nỗ lực không mệt mỏi để cống hiến cho khán thính giả xa gần suốt 46 năm qua. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả gần xa, đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ, khích lệ cho từng bước đổi mới, phát triển đi lên và trưởng thành của TTV11 cho đến ngày hôm nay. Và trở lại với chương trình như thường lệ, mời quý thính giả cùng đến với những phần điểm tin đáng chú ý sau đây. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Ngày hôm nay như thường lệ, mời quý vị cùng theo dõi cụm tin nóng ghi nhận những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua. Tây Ninh bắt giữ đối tượng vận chuyển tiền qua biên giới. Tiểu mục nóng trên mặt báo bàn về sự kiện Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về việc mua tin phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn thành phố, thêm một cách để trị quan tham. Khách Tây thích thú trải nghiệm tàu chất lượng cao Hà Nội, Đà Nẵng. Chuyện lạ ở Thái Lan, con bò được trả hơn nửa tỷ nhưng chủ nhân không bán. Tin nóng. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Thị Muội, sinh năm 1978, trú tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước đó, trưa ngày 30 tháng 10, tại khu vực chốt cảnh giới biên phòng Long An, trên địa phận xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, lực lượng biên phòng phát hiện Huỳnh Thị Muội điều khiển đi xe máy từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện trong người Huỳnh Thị Muội cất giấu 9 bó tiền, tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng và hơn 18.000 đô la Mỹ. Tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Huỳnh Thị Muội cho biết đây là số tiền thắng bạc trong casino Mộc Bài tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Sau khi thắng bạc, Muội mang tiền về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng kiểm tra bắt giữ. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết đã mời làm việc với 3 nam thanh niên mang theo hung khí di chuyển trên đường, gây hoang mang bức xúc cho người dân. Theo đó, danh tính của 3 thanh niên lần lượt là Nguyễn Trọng Duy, 16 tuổi, Huỳnh Văn Nhớ, 17 tuổi và Trần Thuần Huy, 14 tuổi, cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một thanh niên có tài khoản Facebook là Nguyễn Huy, nên Duy đã hẹn Huy đến chân cầu Rồng để đánh nhau. Trước khi đi, Duy mang theo một cây dao cán dài, đồng thời rủ Huỳnh Văn Nhớ và Trần Thuần Huy cùng tham gia. Cả ba đi trên hai xe máy, trong đó Nhớ điều khiển xe máy chở theo Duy ngồi sau, mang theo cây dao cán dài. Huy điều khiển xe cúp màu cam trực chỉ hướng cầu Rồng. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, ba đối tượng không gặp được đối thủ nên tiếp tục đi tìm. Ba đối tượng điều khiển xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà và Hải Châu. Khi đến trước cổng trường Phạm Ngọc Thạch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thì gặp một thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy màu đen nên đuổi theo. Khi áp sát, Duy dùng dao chém vào phần sau xe, làm rơi biển số xe của thanh niên trên. Sau đó, cả ba đi về khu vực dưới chân cầu Thuận Phước, sau đó tháo hung khí và giải tán. Tiểu mục Nóng trên mặt báo. Tiểu mục Nóng trên mặt báo hôm nay xin chia sẻ một góc nhìn đáng chú ý của tác giả Lê Thanh Phong về một sự kiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận trên các diễn đàn báo chí và mạng xã hội. Đó là Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về việc mua tin phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn thành phố. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên thực hiện mua tin phòng chống tham nhũng. Mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết sau đây. Theo đó, người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác khi cung cấp thông tin, được nhận khoản tiền mua tin, được xem xét khen thưởng theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước cho tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tổng số tiền người cung cấp thông tin được nhận không vượt quá mức quy định là 10 triệu đồng một tin vụ việc. Giá trị đồng tiền không phải là lớn, nhưng cách làm này khuyến khích động viên các cán bộ, người dân mạnh dạn tin tưởng và có đầu mối cụ thể để cung cấp thông tin, đặc biệt là được bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo khi có biểu hiện bị đe dọa, trả thù, trù dập. Lâu nay trong các cơ quan, không ít cán bộ nhân viên nắm được những việc làm sai trái của cấp trên, tham nhũng, nhận hối lộ, nhưng họ chỉ im lặng vì sợ nói ra sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì sự sợ hãi đó, quan tham lộng hành, cái xấu, cái ác được nuôi dưỡng trong một môi trường quyền lực do chính người tham nhũng tạo ra. Ai không cùng hội cùng thuyền thì im miệng, nếu không sẽ bị trả thù, trù dập. Nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có quy định cụ thể rõ ràng, có bảo mật nguồn tin, có bảo vệ người cung cấp tin, chắc chắn sẽ có nhiều người sẵn sàng tham gia. Những người làm việc này không phải vì 10 triệu đồng, mà vì trách nhiệm phòng chống tham nhũng, loại trừ những thành phần sâu dân mọt nước ra khỏi bộ máy nhà nước. Song để khích lệ tinh thần của cán bộ, người dân có nguồn tin hăng hái cung cấp tin, có lẽ cần phải có tiêu chí và cơ chế khen thưởng xứng đáng. Ví dụ, đối với những nguồn tin có giá trị, phá được tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng hoặc ngăn chặn những vụ sai phạm có thể gây thất thoát ngân sách thì phải thưởng bằng tiền ở mức cao và rất cao, không phải chỉ 10 triệu đồng. Vì điều này, nội dung của quy định của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có nói đến khen thưởng nhưng không cụ thể khen thưởng như thế nào. Một điểm tích cực nữa đó là quy định về mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm cho những ai có ý định tham nhũng sẽ chùng tay. Bởi vì khi làm việc xấu xa thì trong cơ quan xung quanh có nhiều người biết và chưa biết ai sẽ là người cung cấp thông tin về sai phạm tham nhũng. Vâng, thưa quý vị, phòng chống tham nhũng là cuộc chiến cam go, cần nhiều sáng kiến và cách này là một sáng kiến tốt. Các địa phương khác cũng nên tham khảo áp dụng. Và đến đây thì nội dung này xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, do diễn biến mưa lũ kéo dài nên nhiều địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều tuyến đường khu vực dân cư ngập sâu dưới nước. Lực lượng công an Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn, giúp đỡ hàng ngàn hộ dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn khi nước lũ bao vây cô lập. Tại huyện Hương Khê, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại một số địa bàn trọng điểm. Đoàn công tác đã đến hỗ trợ động viên bà con nhân dân giáo xứ Thổ Hoàng ở xã Điền Mỹ. Trong xã có hơn 150 hộ bị ngập sâu. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương lực lượng công an xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn, theo sát tình hình, triển khai phương án bố trí lực lượng với phương châm 4 tại chỗ. Trong bối cảnh mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp, bất kỳ tình huống nào, lực lượng công an cũng phải phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Chủ động bố trí lực lượng tham gia phòng chống mưa lũ, giúp đỡ nhân dân, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng ngàn chiến sĩ từ cơ sở trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm, hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai. Thưa quý vị, sau hơn một tuần khai trương, rất đông du khách nước ngoài chọn đi tàu chất lượng cao Hà Nội, Đà Nẵng đã bày tỏ sự thích thú với thiết kế và phong cách phục vụ trên tàu. Đây là một bước đột phá lớn của ngành đường sắt, niềm vui rất lớn của cán bộ công nhân viên, để từ đó họ gắn bó với ngành và thu hút đông đảo hành khách đến với đường sắt Việt Nam. Gần 1.000 du khách nước ngoài trải nghiệm tàu chất lượng cao Hà Nội, Đà Nẵng sau hơn một tuần khai trương. Dịch vụ trên tàu được nâng cấp mang đến cho khách những trải nghiệm mới. Nội thất sang trọng, trang bị đầy đủ các tiện ích cần thiết và phòng tàu sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo độ riêng tư cho khách hàng là những cảm nhận của hầu hết khách Tây khi lần đầu được chọn đi tàu chất lượng cao Hà Nội, Đà Nẵng. Anh Rodan Jonette cho biết đây là một trải nghiệm khá thú vị và rất khó tìm thấy ở đất nước của anh. Quyết định mua vé cho khoang 2 giường nằm cho chuyến đi Hà Nội, Đà Nẵng, chị Brenda Robles rất bất ngờ với không gian sạch sẽ và thoải mái của khoang tàu. Chị cho biết thêm, di chuyển bằng tàu sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng nếu muốn ngắm nhìn những cung đường đẹp. Thời gian di chuyển là 17 tiếng, khởi hành từ Hà Nội vào lúc 19 giờ 50 phút, từ Đà Nẵng vào lúc 18 giờ 10 phút mỗi ngày một chuyến. Giá tàu chất lượng cao Hà Nội Đà Nẵng dao động từ 854 đến 1.046.000 đồng. Theo ông Nguyễn Đức Dân là trưởng tàu cho biết, đoàn tàu SE-19 thực tế vẫn là các tàu 19 đã chạy khai thác từ nhiều năm nay. Nhưng tại thời điểm này, ngành đường sắt Việt Nam đầu tư lựa chọn những toa xe chất lượng tốt hơn, đầu tư lại toàn bộ trang thiết bị vật tư, chăn ga, gối, cũng như thiết bị vệ sinh được khéo léo trang trí các họa tiết tranh bốn mùa để tạo được không gian thoáng đãng và thư thái cho khách. Đặc biệt là khách nước ngoài khi lên tàu, họ rất trầm trồ và khen ngợi. Phần tin thế giới gây chú ý sẽ tiếp tục chương trình với một khoảnh khắc thật sự đáng kinh ngạc khi đàn tôm nhỏ bé đi bộ qua một thác nước tại Thái Lan. Mời quý vị cùng tìm hiểu về chuyện lạ này nhé! Trung tâm Giáo dục Tự nhiên và Động vật Hoang dã Ubon Ratchathani đã ghi lại sự kiện ấn tượng này vào lúc nửa đêm tại thác Kaen Lantuan ở tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan. Màn di cư của đàn tôm nhỏ này tạo nên một cảnh tượng độc đáo khi hàng chục con tôm cùng nhau chinh phục thác nước bằng cách đi bộ trên cạn với sự đoàn kết và khả năng vượt qua trở ngại trên cạn đáng kinh ngạc. Vào mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 10, du khách khắp nơi kéo về chật kín hai bờ sông và bật đèn pin để theo dõi đàn tôm di chuyển. Các chuyên gia về động vật cho biết, việc đi bộ trên cạn rất nguy hiểm cho tôm nhỏ, ngay cả khi trời tối, bởi có nhiều loài săn mồi bao gồm ếch, nhện lớn ẩn nấp gần đó, và tôm chỉ có thể sống trên cạn trong thời gian ngắn. Nếu bị lạc đường, chúng có thể bị khô và chết trước khi kịp quay trở lại nơi có nguồn nước. Tuy nhiên, hầu hết tôm đều đi bộ ngược dòng thành công. Cũng tại Thái Lan, câu chuyện về một con bò khỏe mạnh với 5 chân được trả hơn 650 triệu đồng, nhưng chủ nhân không bán đang trở thành đề tài thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng ở nước này. Con bò 2 tuổi này tên là Ha ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Nó đã trở thành một biểu tượng của sự kiên nhẫn, yêu thương và may mắn trong cuộc sống của người phụ nữ 79 tuổi tên là Nu, một người dân địa phương. Bà Nu không chỉ coi chú bò Ha là một người bạn đồng hành đáng quý, mà còn cho rằng chú đã mang lại may mắn cho cuộc đời bà. Bà Nu tiết lộ, từ khi nuôi chú bò này, bà thường xuyên trúng giải xổ số trị giá hàng ngàn bạc, điều mà bà cho là một phần của sự may mắn được chia sẻ từ chú bò. Bà Nu nói thêm, có nhiều người đề nghị mua con bò của tôi với giá lên tới 1 triệu bạc, tương đương hơn 650 triệu đồng. Tôi có rất ít tiền, nhưng tôi đã từ chối tất cả. Tôi yêu con bò của mình không chỉ vì nó may mắn, mà còn vì tôi đã nuôi nó từ khi nó còn nhỏ. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, thông tin mới về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Lạng Sơn, 10 nạn nhân đã ổn định sức khỏe. Tiểu mục Chuyện ngày mới, qua 46 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh đã có những bước phát triển vượt bậc toàn diện, không ngừng đổi mới để đến gần hơn với khán thính giả gần xa. Tiểu mục Cà phê không đường. Một câu chuyện nghịch lý xảy ra ở Hà Nội, thưa quý vị. Những bãi rác tự phát xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến phố lớn nhỏ đến từng ngõ ngách ở khắp thủ đô. Thậm chí với nhiều người, việc vứt rác bừa bãi đã trở thành một chuyện bình thường và quá đổi quen thuộc. Đây là tình trạng đã diễn ra từ lâu, dù đã có nhiều biện pháp ngăn chặn xử lý vi phạm. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự ghi nhận sau đây. Khẩu hiệu bảo vệ môi trường, biển cấm đổ rác cũng không thể mang lại hiệu quả. Vì vậy, những nơi như gốc cây, chân cột điện, vỉa hè hay cả những kênh mương biến thành nơi tập kết rác. Thiếu ý thức bảo vệ môi trường chung của một bộ phận không nhỏ người dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức không có hiệu quả, cùng câu chuyện chưa xử phạt được ai vứt rác bừa bãi, khiến cho nhiều nơi ở ngay giữa thủ đô trở thành điểm đen về ô nhiễm. Và hậu quả là chính người dân phải gánh chịu. Người dân bức xúc nói: ở bên người ta đi qua, người ta đến đây người ta vứt này, chứ không phải là riêng gì ở đây đâu. Bà Nguyễn Xuân Hương ở quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: vì mương ô nhiễm này sợ nó trẻ con nó không chịu được, nhất là mùi, rất nhiều muỗi dính. Tự nhà tôi phải mắc màn, đứng đây cũng có muỗi luôn nhé. Theo Nghị định 45 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Mức phạt của tổ chức là gấp 2 lần, tuy nhiên đến thời điểm này rất ít khi người vi phạm bị xử phạt. Ông Cao Hợp Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: có những cái hộ dân, cũng có hộ người dân ở các cái khu vực khác nó quá rộng để chúng tôi quản lý hết. Ra cái biển báo như thế này mà. Anh Vũ Chí Công ở Hà Nội nói: mà chẳng có ai quản lý thì thực ra là rất khó ấy. Ông Hoàng Chương Tùng, chuyên gia môi trường, thông tin: không nên đổ tại hết những cái lỗi đấy là cho người dân. Người dân người ta sẽ thấy cái ý thức của người ta sẽ tốt lên khi mà nếu mà chúng ta tổ chức tốt. Cơ quan nhà nước quên với cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì tôi nghĩ đấy là một cái bức tranh nó không hoàn hảo, một cái cách tiếp cận giải quyết nó không đồng bộ. Theo các chuyên gia, để ngăn chặn tình trạng xả rác bừa bãi, các cơ quan chức năng cần giao cuộc quyết liệt hơn nữa, bởi hiện đã có nhiều công cụ hỗ trợ để xác minh và xử lý vi phạm một cách hiệu quả. Ông Chủ Thanh Ca, chuyên gia môi trường cho biết: chúng ta thực hiện cái việc quản lý theo cộng đồng và phát huy tốt cái vai trò của người dân. Có một cái hệ thống kiểm tra của căn cước và trên cơ sở đấy thì nó có hình ảnh của tất cả mọi người. Và với cái thuật toán của trí tuệ nhân tạo hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng xác định được. Rác thải ngổn ngang ngay giữa thủ đô khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu và tình trạng ô nhiễm càng thêm nặng nề. Vứt rác đúng nơi quy định, việc làm đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền thì mỗi người cũng nên tự đặt biển cấm trong ý thức của mình để góp phần làm xanh sạch môi trường sống của chính chúng ta. Tin nóng. Tiếp theo sau đây là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại dốc rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, chiều ngày 31 tháng 10, tất cả 10 nạn nhân bị thương đã được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời và cơ bản ổn định sức khỏe. Trong đó, 3 trong số 6 nạn nhân bị thương nhẹ hơn khi vào trung tâm y tế huyện Chi Lăng, được các bác sĩ chăm sóc xử lý vết thương đã chuyển về quê ở tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. 3 trường hợp còn lại bị chấn thương phần mặt, sườn cũng được các y bác sĩ xử lý vết thương kịp thời. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho hay: chúng tôi đến các bệnh nhân trong trạng thái hết sức hoảng loạn, có 4 bệnh nhân tử vong tại chỗ, còn bệnh nhân sau khi khoảng 5-7 phút sau cũng tử vong. Khi về đến viện này thì là bệnh nhân cũng tử vong rồi, đưa ra nhà xác. Các bệnh nhân khác thì đã được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện, hiện tại cũng đã tạm ổn. Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng tiếp nhận 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, 2 trường hợp nặng. Sau khi mổ cấp cứu, 1 người xin chuyển về bệnh viện tại Quảng Ninh, 1 người điều trị tại trung tâm, 2 trường hợp còn lại xin chuyển lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Trước đó, như 24 giờ chuyển động đã đưa tin, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe khách 16 chỗ với xe ô tô đầu kéo và va chạm tiếp với xe ô tô đầu kéo khác, khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu xác định, đoạn đường xảy ra tai nạn là dốc cua, trời tối, không có đèn đường. Kết quả test nhanh từ Cục Cảnh sát Giao thông, cả 3 tài xế đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất cấm. Thưa quý vị, mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến hàng chục hecta lúa thuộc khu vực thị trấn Định Quán và xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bị ngập sâu kéo dài gây hư hại, có nguy cơ mất trắng. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại địa phương, mời quý vị cùng lắng nghe. Hàng chục hecta lúa ở Định Quán đã bị ngập nhiều ngày, nguy cơ mất trắng nếu không sớm tiêu thoát nước. Sông kênh thoát nước đang bị nghẹt, mà chưa có giải pháp. Anh Châu Thành Thắng, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán chia sẻ, anh đã làm ruộng hàng chục năm qua, song chưa bao giờ thấy cảnh ngập trắng như vậy. Nguyên nhân chính cây ngập do kênh thoát nước bị nghẹt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Định Quán Nguyễn Trai cho biết, khu vực cánh đồng Định Quán, địa hình lòng chảo, nước mưa dồn về rất lớn nên thoát không kịp, gây ra ngập úng cục bộ. Về lâu dài, địa phương sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục nạo vét lòng kênh để đảm bảo cho những năm sau, vì đây là túi thoát nước không riêng cho thị trấn mà các xã lân cận trước khi đổ ra sông Đồng Nai. Nhiều hộ dân kiến nghị các cấp cần quan tâm hỗ trợ, sớm triển khai dự án nạo vét kênh thoát nước Nội Đồng để những người dân trồng lúa yên tâm canh tác. Tiểu mục chuyện ngày mới. Quý vị thân mến, ngày 1 tháng 11 là một ngày vô cùng đặc biệt, kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Thật khó diễn tả những cảm xúc lúc này Như Thảo ạ. Ngoài niềm hạnh phúc và sự tự hào vì chặng đường 46 năm thành công rực rỡ. Dân, ra đời vào ngày 1 tháng 11 năm 1977, đến nay qua 46 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện, không ngừng đổi mới, cải tiến về nội dung lẫn hình thức, đẩy mạnh phát sóng trên nhiều hạ tầng khác nhau, đến gần hơn với khán thính giả gần xa. Tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay xin được chia sẻ một hành trình đặc biệt, hành trình 46 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Hiện nay, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh sản xuất 5 bản tin thời sự truyền hình trực tiếp trên ngày, 3 bản tin phát thanh trực tiếp trong ngày, hơn 40 tiểu mục chuyên đề truyền hình, hơn 20 tiểu mục chuyên đề phát thanh. Trong đó có nhiều đầu tiểu mục mới do đơn vị tự sản xuất và hợp tác sản xuất, thu hút khán thính giả. Ngoài ra thì các chương trình truyền hình giải trí, phim truyện đặc sắc, hấp dẫn được đài đầu tư phát sóng đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả. Đài có kênh YouTube tại địa chỉ www.youtube.com/Tây Ninh TV, trang thông tin điện tử tayninhtv.vn, fanpage, Zalo là kênh cung cấp thông tin nhanh chóng kịp thời đến với quý khán thính giả. Chị Trần Kim Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chia sẻ. Thông qua các kênh truyền hình Tây Ninh thì hội cũng tuyên truyền được những cái phong trào hoạt động của địa phương và vận động chị em tích cực tham gia cũng như là cùng nhau phát triển phong trào hội của mình thì ngày càng vững mạnh. Bà Nguyễn Thị Ánh ở phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nói: So với trước đây thì mình thấy là tình hình Đài Tây Ninh thì nó rất là có chuyển biến rất là tốt, nó có những cái hay giống như là những cái chương trình mới lạ, rồi có những cái phong trào, những cái. Bà Phan Thị Phương Chi ở xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết. Mô hình những cái rất là hay. Với tính năng động sáng tạo không ngừng phát triển, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh ngày càng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực phát thanh truyền hình trong khu vực và trong cả nước. Xứng đáng là nguồn thông tin tin cậy đa dạng, là bạn của mọi người, mọi nhà. Được biết, trong năm 2023, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính, với mục tiêu vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đảm bảo các hoạt động truyền thông thông qua hình thức đặt hàng và hợp đồng tuyên truyền, đồng thời thực hiện cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền. Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh đang có những bước chuyển mình theo cơ chế mới để nâng cao chất lượng cung cấp các sản phẩm dịch vụ, đồng thời tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thích ứng, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu theo xu thế mới, hướng đến nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Ông Võ Văn Quý, Phó Giám đốc Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh thông tin. Năm 2023 này là năm đầu tiên chúng tôi thực hiện cái cơ chế tự chủ. Thì tất nhiên trong cái quá trình thực hiện bao giờ cũng như thế. Khi mà thực hiện chuyển đổi cái cơ chế máu thì có những cái khó khăn, có những cái hạn chế bất cập, bởi vì chưa có sự thống nhất, chưa có sự nhận thức đầy đủ về cái cơ chế giữa Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh cũng như là các sở ngành, các địa phương, cho nên thì bước đầu cũng còn nhiều khó khăn. Vấn đề tự chủ tài chính đặt ra bài toán kinh tế báo chí không dễ đưa ra lời giải khi thực tiễn ở mọi địa phương là không giống nhau. Nhận thức được vấn đề đó, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh không ngừng tăng cường tính chủ động, đổi mới, năng động sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại, cũng như thích ứng với thời đại số để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đề án nâng cao hoạt động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030 đang được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để đài thực hiện mục tiêu đó. Ông Võ Văn Quý cho biết thêm. Thì trong đó để đáp ứng được một cái cơ quan truyền thông chính thống duy nhất cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh thì đòi hỏi là đội ngũ nguồn nhân lực là phải có chất lượng, tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả, đa năng, đa nền tảng. Nó là cung cấp được tất cả các cái sản phẩm mà đáp ứng được yêu cầu như là kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh cũng như là của khán thính giả. Cái thứ hai nữa là phải xây dựng được cái cơ sở vật chất tương đối hiện đại, cụ thể ở đây là cái trụ sở và phim trường, kể cả là cái xe màu hay gọi là truyền hình lưu động, đặc biệt là phải là đầu tư các trang thiết bị máy móc đảm bảo là hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, và đặc biệt là phải chú trọng các cái giải pháp để làm sao nâng cao cái nguồn thu, đặc biệt là cái vấn đề mà gọi là kinh tế báo chí. Ngoài cái đặt hàng, cái hợp đồng tuyên truyền cũng phải đẩy mạnh cái công tác truyền thông và hợp đồng các truyền thông nữa. Như vậy thì mới đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ. Đó là kỳ vọng của Ban Giám đốc cũng như Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh trong thời gian tới. Với quyết tâm chính trị cao, sự chung sức đồng lòng của tập thể viên chức người lao động cùng sự hỗ trợ hợp tác của các cơ quan đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh, tin rằng TTV11 sẽ luôn khẳng định vai trò của một cơ quan báo chí chính thống duy nhất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, được phép sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, đủ sức cạnh tranh và làm lu mờ các thông tin không chính thống khác. Và trong hành trình đường phát triển và đổi mới của TTV11, bên cạnh những chương trình do đài sản xuất đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả, thì chúng ta không thể không nhắc đến sự kết hợp với các đối tác truyền thông để mang đến những món ăn tinh thần mới mẻ, phục vụ nhu cầu của người xem. Và chính bằng sự kết hợp này, hàng loạt chương trình liên kết sản xuất đã lên sóng trong mấy năm qua, tạo nên một diện mạo đầy ấn tượng cho truyền hình Tây Ninh. Hy vọng trên chặng đường sắp tới sẽ được quý khán thính giả đón nhận nồng nhiệt hơn nữa. Và bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng dành lời chúc tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất đến Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tròn 46 năm tuổi. Ông Đoàn Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền hình Tin tức Sài Gòn bày tỏ: Hành trình 46 năm là một hành trình rất thú vị. Thú vị không chỉ với Truyền hình Tây Ninh mà còn thú vị cả với Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Chúng tôi rất vinh dự là trong cái hành trình 46 năm thú vị đó, chúng tôi có mặt đồng hành cùng quý đài, cùng tất cả các anh em sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Tây Ninh. Với Truyền hình Tin tức Sài Gòn thì cái hành trình 46 năm của đài là một hành trình phải nói là đầy ý nghĩa, đầy thú vị. Mỗi ngày làm việc cùng Đài Truyền hình Tây Ninh là mỗi ngày ekip sản xuất của Truyền hình Tin tức Sài Gòn có nhiều cơ hội để trưởng thành. Và trong cái sự cộng tác đó, chúng tôi đã nhìn thấy một đối tác đầy tiềm năng, mạnh mẽ, yêu nghề, luôn luôn muốn đồng hành để làm ra những chương trình thú vị cho khán giả. Và nhân dịp 46 năm thành lập đài, cho tôi gửi lời chúc đến toàn thể quý lãnh đạo của đài, toàn thể nhân viên của đài, niềm tin rất là mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới cho Truyền hình Tây Ninh và sẽ đem đến cho khán giả những chương trình truyền hình thú vị hơn, hay hơn trong cái hành trình làm nghề của mình. Ông Lê Chí Phú, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền hình Tin tức Sài Gòn chia sẻ. Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, tôi xin kính chúc quý ban lãnh đạo đài, các anh chị phóng viên cùng các đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe. Chúc Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh luôn vững mạnh và luôn là tiếng nói trung thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. MC Khánh Hà cho biết. Trong thời đại công nghệ, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đó là chuyển mình, đổi mới, đa dạng và tức thì. Từ truyền hình cho đến các nền tảng mạng xã hội thì người dân đều dễ dàng tìm hiểu và theo dõi các thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và nhân kỷ niệm 46 năm thành lập đài, Khánh Hà chúc cho ban lãnh đạo, các cán bộ, nhân viên, các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của đài sẽ luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến và trở thành người bạn đáng tin cậy của bà con mọi miền. MC Trinh Trà bày tỏ. Là một MC của chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, Trinh Trà rất là vui và hạnh phúc vì được đồng hành cùng với chương trình. MC Thu Hà chia sẻ. Nhân dịp kỷ niệm 46 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thì cho phép Thu Hà được gửi lời chúc đến toàn thể ban lãnh đạo của đài cũng như là tất cả các nhân viên của đài sẽ ngày càng có thật là nhiều sức khỏe để mà có thể cống hiến và tạo ra thật là nhiều chương trình hấp dẫn và mới mẻ cho quý vị khán giả. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các thế hệ cựu lãnh đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh qua các thời kỳ, đặc biệt trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh nhà đã luôn dành cho Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Hy vọng rằng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sẽ ngày càng thành công hơn nữa, trở thành một trong những đài mạnh nhất khu vực Đông Nam Bộ. Để có thể đạt được mục đích lý tưởng này thì sự ủng hộ đón nhận của quý khán thính giả gần xa chính là yếu tố mang tính quyết định và cũng như là nguồn động lực to lớn cho chúng tôi cố gắng phấn đấu trong mỗi ngày tác nghiệp. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Thúy Vy và Như Thảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.